Bác nhá. Nay thì em lên cho bác một cái bộ mini. Ở đây thì em đang phối giữa con CMTM33LT nhá, của dòng Sony này. Đấy, một dòng công suất của nó là cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Với một cặp loa đây là dòng Defy này. Đấy. Con này thì công suất của nó ở đây là 25W, tức là các bác có 50W là tổng hai loa này, và trở kháng từ trước là 4 ohm. Đấy, cầu loa của nó dạng cầu kẹp nhá. Công suất của nó ở đây thì các bác có thể kết nối được cả đường Smart TV này. Đây, hiện tại quang thì em đang cắm này nhá. Còn đây là đường AV, đấy, để cắm điện thoại này. Đấy, cắm điện thoại được, cắm Smart TV được, hoặc các bác có thể là kết nối với cả máy tính thông qua đường USB 6 cạc nhá. Đây. Đấy, rất là tiện. Ngoài ra bác nào thích nghe FM thì có thể kết nối đây. Đây. Ở đây nó có thêm cả FM nhá. Đấy, FM và AM này. Đấy. Công suất của máy là 55 nhá. Công suất máy 55. Về chức năng thì con này nó có những chức năng sau. Thứ nhất là các bác có thể là nghe CD này, hiện tại thì nó test CD. Cái thứ hai bên trên là nó có thêm phần MD và cassette. Tuy nhiên thì cái MD cassette này thì em không vào chạy nhé, không vào chạy vào, không vào test luôn. Đấy. Còn con CD này thì hiện tại em đang test cho các bác này. Đấy, test CD đây. Đấy, test ở đây thì gọi là em test thêm cho vui thôi nhé. Đấy, còn em bán phần chính là kết nối với Smart TV và kết nối với điện thoại. Đấy, còn CD này thì em không phải bảo hành bảo tỏ về cái này nhé. Về nhiều khi nhiều bác là dùng đến cũ đến mốc xong đưa vào test đến lúc lại phản hồi lại bên em là sao anh test nó không được. Đấy. Rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Đấy, lúc kiểm tra thì các cái đĩa của bác gần như thực sự là chỉ muốn vứt đi thôi, bởi vì toàn dùng đĩa mốc. Đấy. Thế nên là em test ở đây ok thì về các bác có dùng thì nhớ là dùng đĩa xịn. Cứ đĩa xịn mà test nhá. Đấy, đây. Tiếng rất hay luôn. Lách bài thì có lách cái này. Ấn trở lại bài tiếng ở đây. Ấn đây. Đấy. Với cái dòng loa này thì công suất được trang bị trên nó gần cái mặt phía trước của nó này các bác này. Đấy, nó là một cái dòng gọi là tấm nhựa cao cấp này, ốp bên ngoài này. Đấy. Viền bên ngoài nó là cái mạ chrome này, và căng của nó là căng kim loại các bác nhá, được sơn tĩnh điện. Đấy, tép phía trên này rất đẹp. Loa được thiết kế theo kiểu dạng vuông. Đấy, nhìn nó rất là hợp với cả con công suất này. Về kích thước thì là loa rộng là 16 này, sâu của nó là 24 và cao của dòng này là 21. Đấy. Về công suất thì là rộng 15 này, sâu của dòng này thì nếu mà tính kịch của nó giờ khoảng là 32.5 là tính cả volume. Đấy. Còn chiều cao của cục thì nó sẽ rơi vào khoảng 21.5. Đấy. Còn tổng thể bộ dàn thì nó sẽ là 50, nếu mà kê như em đang kê nhé. Đấy, về các bác có thể kê sát lại cũng được. Đấy, tuy nhiên thì mình nên để một cái khoảng trống khe hở, tức là không nên để công suất và loa sát nhau, tức là chạm vào nhau. Mình sẽ để cách một tí. Đấy, các bác có thể để cách như em này, hoặc có thể để gần hơn một chút nữa, hoặc có thể để xa hơn. Đấy, còn nếu mà kê nhem thì ở đây thì nó sẽ là khoảng 50. Đấy, đây là chiều rộng. Nhìn rất đẹp. Đấy. CD đây, em mời các bác nghe qua một đoạn chất âm này. Đây là phần CD các nhá. Đấy, còn các bác thích nghe điện thoại nhá thì chuyển cho em này. Ở đây nó có chế độ chuyển đầu vào này. Đấy, thì các bác sẽ chuyển về cho em chế độ optical, nó là cổng quang, còn chuyển về điện thoại đây, analog in. Đời là phố
Ok, đấy điện thoại, còn các bác sĩ nghe qua nhé, chuyển cổng cho em này. Đấy, chuyển về chế độ optical nhá. Thì đây là chính là cổng quang này. Cái đường này để các bác kết nối với Smart TV đấy. Đấy, còn bác nào thích nghe đài thì kẹp đài vào đây. Về sáng trên mạnh tình quái, có ai để buồn chất chứa sân thế, có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê. Đấy, các bác chuyển sang chỗ tua lơ này, cái này sau đó mình dò này. Con này là đài 90 các bác nhá. Đây đang bắt đài 90 nhá. Các bác nhấn vào tua lơ này, sau đó mình sẽ ấn chế độ dò ở đây nhá. Đây, nó có hai cái phím mũi tên này, trái phải này. Đấy, mình sẽ dò ở đây. Vâng, đa chức năng các bác nhá. Kết nối với smartphone này, nghe CD này. Đấy, kết nối với Smart TV này. Hay là có thể nghe FM90. Đấy, vâng. Đấy. Ok. Đấy thì giá của cặp này các bác nhá, là giá của bộ này nhá, là 1.1 triệu các bác nhá. Đấy, giá của bộ sản phẩm này. Đấy, mình có thể là nghe đài 90 này, nghe CD này, kết nối smartphone này, hay là nghe nhạc trên máy tính, hoặc có thể là đặc biệt là có đường quang, có thể kết nối Smart TV. Đấy, còn nếu bác nào mà thích làm giải mã vô tư, mình có thể lấy qua giải mã qua cổng phone đây. Đấy, các bác mua cho em một cái rắc như này. Đây, nếu mà trường bác nào mà gọi là thích làm giải mã nhá, đấy, trên những con công suất như này có thể làm được. Đấy, và làm bằng cách như sau. Cái này là em thấy rất là nhiều khách hàng em đã dùng rồi. Đấy, và các bác chia sẻ lại đây. Đấy, mà các bác bảo là giải mã qua cái đường này thì tiếng nó cũng hay nhá, và rất là hay luôn. Đấy, thậm chí tiếng nó còn to hơn này. Đây, đây là cách mà giải mã khách hàng em chỉ cho bên em đây. Đây, đấy, các bác dùng rồi và các bác chia sẻ lại nhá. Đấy, và em cũng sẽ chia sẻ lại cho các bác. Đó là dùng qua đường phone đây. Bình thường thì các bác có phải là giải mã qua đường AV không? Mình cắm AV vào cổng phía sau và lấy đầu ra AV, nhưng mà tuy nhiên thì đây, các bác có thể giải mã qua đường phone này. Mua một cái dây này nhá. Đấy, bác nào mà không mua được cái dây như này thì có thể alo cho em, thì em sẽ đặt hàng hộ cho. Một cái dây này là 50.000. Đấy, dùng rất là tốt, em đặt cho rất là nhiều khách rồi. Đấy, các bác cắm vào đây. Đầu còn lại này thì các bác cắm vào những cái con âm ni hát karaoke này, hay là dàn nghe nhạc này. Đấy, nói chung là mình muốn cắm vào đâu để mình lấy tín hiệu giải mã này đưa xuống đấy thì mình cắm vào đây nhá, dùng rất là cắm. Đây là cách để mình làm giải mã. Ok, vâng, giá có 1.1 triệu thôi các bác, quá là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy, thì mọi cái thông tin liên hệ thì cứ gọi cho em qua cái số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Xin chào các bác. Nắng nóng mệt mỏi quá bác tài ơi.